Chào Kiến Minh. Chào Bobby. Hôm nay là lần đầu tiên Kiến Minh sẽ đi câu cá cùng Bobby. Thì cảm nghĩ của Kiến Minh như thế nào? Kiến Minh cảm thấy rất là hồi hộp vì đầu tiên câu cá. Biết đâu lại có rất là nhiều nguy hiểm như sao. Thứ hai là Kiến Minh cảm thấy rất là vui vì có thể là Kiến Minh rất câu cá. Kiến Minh có mong chờ gì từ cuộc đi này không? Có chờ. Là cái gì? Mình sẽ coi thử ngày mai kết quả như thế nào, ok? Nâng cần lên con, nâng cần lên. Hello Kiến Minh. Chúc mừng Kiến Minh đi về nhà sau một chuyến đi biển thành công. Hôm nay Kiến Minh thấy đi biển có vui không? Đi biển rất là vui luôn. Kiến Minh câu được cái gì có thể share cho mọi người được không? Ok, thì câu được một con mực cỡ như này. Nó khá là to và nhưng mà mình muốn thay đeo cho mọi người. Thế là mình câu được một con mực khá là trung bình, cỡ cỡ vừa vừa. Đã hai con mực câu được và cái con của mình cũng câu được một cái con của mình rất là to luôn. Và làm kỷ lục. Theo mình biết được đó là mực ống. Đúng rồi, mực ống dài 0.53cm là hơn nửa mét luôn. Wow, nhờ cái cần câu của Tý đó mà Bobby lấy cái con mực đó quấn lên được. Xin chúc mừng anh Kiến Minh có một chuyến đi rất là vui, nhiều kỷ niệm. Và hy vọng chúng ta sẽ có những nhiều chuyến đi vui và nhiều kỷ niệm như vậy trong thời gian kế tiếp. Và lần tới tiếp Kiến Minh sẽ câu được cá, ok? Ok, cảm ơn Kiến Minh.